Trong tự nhiên có vô vàn những điều kỳ thú mà chắc chắn bạn không thể biết được. Trong đó có những điều hoàn toàn trái với những gì mà chúng ta đã biết trước đây. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều thú vị nhất trong tự nhiên và đừng quá ngạc nhiên nhé! Bạn đang theo dõi video của Thời báo Việt. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like, share video bạn nhé! Đăng ký kênh và bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. 1. Sứa có khả năng trường sinh. Chúng ta đều có chung suy nghĩ rằng không có loài vật nào có khả năng sống trường tồn với thời gian, nhưng sự thật không phải vậy. Những loài sứa bình thường sẽ có vòng đời ngắn, tuy nhiên loài sứa Turritopsis nutricula lại có khả năng sống lâu, được mệnh danh là bất tử. Khả năng đặc biệt này của sứa Turritopsis nutricula có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng sự thật là chúng có thể quay ngược vòng đời, từ trưởng thành trở lại với sinh vật đơn bào và tiếp tục phát triển tiếp. Đó là lý do vì sao chúng có thể trường sinh bất tử. Tuy nhiên đó chỉ là trong trường hợp loài sứa này không bị săn bắt và nhiễm bệnh. 2. Cây đước có thể di chuyển. Cây cối có thể di chuyển là điều không tưởng trong suy nghĩ của mỗi chúng ta, nhưng trong thực tế chứng minh rằng một loài thực vật có khả năng thực hiện được khả năng đặc biệt ấy, đó chính là cây đước. Loài cây này thường sống ở vùng nhiệt đới, nhất là vùng cửa sông. Rễ của cây đước được mọc ra từ những nhánh cây và có chiều dài lên tới 25 mét. Những nhánh cây chính mọc rễ nhiều, dưới tác động của thủy triều và sức nặng của cây, các nhánh này sẽ đứt khỏi nhánh chính. Những nhánh cây này có thể chuyển động dựa vào cơ chế tăng trưởng. Rễ cây sẽ được mọc tiến về phía trước, dù cho phần nhánh chính có khả năng chết đi. Ước tính một năm, nhánh cây này lại có thể di chuyển khỏi vị trí cũ khoảng cách từ 2 đến 5cm. 3. Gián có thể sống được ngay cả khi mất đầu. Gián là một sinh vật vô cùng kỳ lạ bởi gần như toàn bộ các loại động vật sẽ chết ngay sau khi mất phần đầu. Nhưng loài gián thì không. Những con gián này thậm chí có thể sống thêm đến tận 9 ngày trước khi chết. Lý giải điều tưởng chừng như không thể xảy ra này là bởi cơ thể của loài gián có cấu tạo không tồn tại nhiều những mạch áp suất cao, bơm máu tuần hoàn khắp cơ thể. Chất dịch để có thể nuôi sống gián luôn nằm yên một chỗ, không hề di chuyển. Mặt khác, loài gián còn sở hữu cấu tạo vô cùng siêu việt. Gián sở hữu các hạch thần kinh phân bố khắp cơ thể, cho phép chúng có thể thực hiện các thao tác như bay, bò và phản ứng qua lại với môi trường tác động từ bên ngoài ngay cả khi phần đầu bị đứt lìa. Chúng chỉ thực sự bị chết sau một thời gian dài bởi các nguyên nhân như nhiễm trùng hoặc đói khát. Bạn vừa theo dõi thông tin trên kênh Thời báo Việt. Đăng ký kênh và bật biểu tượng hình quả chuông để cập nhật thêm những thông tin thú vị khác.